Phim chiếu Dạp Người Giữ Thời Gian của Mỹ Tâm được gắn mác phù hợp với mọi lứa tuổi. Bộ phim tài liệu đầu tiên của Mỹ Tâm mang tên Người Giữ Thời Gian sẽ chính thức ra mắt tại tất cả các rạp trên toàn quốc từ ngày 8 tháng 4. Mới đây, Mỹ Tâm vừa công bố thông tin cực kỳ quan trọng về bộ phim, làm các fan vô cùng phấn khích. Theo đó, Người Giữ Thời Gian được gắn mác về phù hợp với mọi lứa tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều fan nhí sẽ có cơ hội được xem bộ phim tài liệu đầu tiên của thần tượng. Dù vẫn chưa chính thức mở cổng bán vé, người hâm mộ của Mỹ Tâm trên khắp cả nước đã liên tục lên kế hoạch bao giặc để cùng nhau xem lại hành trình cảm xúc của nữ ca sĩ trong suốt 2 năm qua. Nhiều fan còn bày tỏ hy vọng sẽ được gặp gỡ Mỹ Tâm trong chuyến cine tour tại nhiều tỉnh thành trên cả nước ngay sau khi bộ phim được công chiếu ngày 8 tháng 4 mà Mỹ Tâm đã tiết lộ trước đó. Người Giữ Thời Gian là bộ phim tài liệu đầu tiên về hành trình cảm xúc của Mỹ Tâm trong 2 năm thực hiện live show tri âm. Bộ phim tập hợp của nhiều thước phim tư liệu chân thực được chính Mỹ Tâm tự kể lại. Bộ phim Người Giữ Thời Gian sẽ được chính thức khởi chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc vào ngày 8 tháng 4 năm 2023. Các suất chiếu sớm cũng được mở từ 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 4 năm 2023. Phim sẽ chính thức mở bán vé tại tất cả các hệ thống rạp trên cả nước từ 20 giờ ngày 3 tháng 4.